Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn học môn dự án mẫu lập trình máy tính. Mã môn học là MOB 2041. Mục tiêu của môn học này là chúng ta sẽ chuẩn bị kiến thức để các bạn sẽ làm dự án một nhé các bạn. Và bởi vậy cho nên các bạn phải đạt được các mục tiêu như sau. Thứ nhất là các bạn tập trung vào cái quy trình để xây dựng một cái dự án như thế nào và các bước các bạn để làm ra được một cái dự án ha và quản lý được cái dự án đó. Và trong cái môn học này thì tất cả những kiến thức đó sẽ nằm ở trong các video ở trong cái bài học của mình. Và để học cái môn này thì các bạn phải học ở trên cái trang web là CMS, thì các bạn truy cập vào cái trang web này cho cô. Ok, cms.poly.edu.vn. Đấy. Cô sẽ đi các bước là hướng dẫn các bạn học bài online, làm bài quiz, tài liệu môn học để download về, cách làm bài assignment, rồi cách tính điểm và các quy chế thi. Thứ nhất thì các bạn nhìn thấy như thế này, trên cái trang chính của cái trang CMS thì các bạn thấy là có mấy cái lớp dự án mẫu, thì các bạn lưu ý là các bạn chọn cái lớp gần nhất, tức là các bạn thấy cái lớp này nó kỳ phôn, thì các bạn chọn là cái September 13 đây, ngày 13 tháng 9 thì các bạn chọn vào đây. Hay những cái lớp khác không chọn nha các bạn, những lớp khác là những lớp ở các kỳ trước. Rồi trước tiên các bạn chọn vào cái lớp học của mình. Và đây là toàn bộ cái chương trình học của mình nhé các bạn. Thì trong này các bạn quan tâm cho cô, thứ nhất là cái syllabus. Cái syllabus là lịch trình học. Và mỗi học kỳ sẽ có cái lịch trình học có thể sẽ thay đổi và khác nhau. Cho nên các bạn cần phải xem cái lịch trình học nhé. Và trong lịch trình học này thì có hướng dẫn cho các bạn, tức là cách đánh giá môn học, rồi hướng dẫn việc là các bạn làm sao để có thể là thi cái môn này. Thì trong cái syllabus của kỳ phone 2021 này thì các bạn cần lưu ý cho cô, để được thi cuối môn các bạn cần phải đảm bảo các cái bài thi trắc nghiệm, tức là bài quiz các bạn phải đạt 100%. Có nghĩa là các bạn có 8 bài quiz, thì 8 bài quiz này thì mỗi bài phải đạt tối đa là 10 điểm. Nếu các bạn không đạt 10 điểm thì các bạn phải làm lại, cho khi nào đạt được 10 điểm thì thôi. Và số lần làm này là không giới hạn nhé, các bạn làm thoải mái. Đấy. Ngoài ra thì có hướng dẫn các cái buổi học ha các bạn. Đấy. Phụ lục thứ hai thì hướng dẫn các bạn mỗi buổi các bạn sẽ học cái gì. Đấy, có những buổi là các bạn gặp giảng viên ở trên lớp. Đấy. Đấy, cái buổi gọi là buổi remote này nè, thì các bạn được gặp rất là giảng viên trên lớp. Còn những buổi khác là các bạn tự học ở nhà, từ xem bài online, từ làm bài quiz ở nhà. Đấy, các bạn thấy là có lịch trình học rất là rõ ràng. Và mỗi tuần các bạn chỉ học một buổi thôi. Đấy, các bạn tổng sẽ là có 6 buổi này thôi. Các bạn sẽ thấy là có 6 cái màu vàng đó. Và sau khi các bạn hoàn thành cái khóa học thì các bạn sẽ có một cái bài thi gọi là thi trắc nghiệm. Bài thi này thì diễn ra trong vòng 60 phút và tất cả những kiến thức mà để thi ấy, thì nó nằm hết trong các cái bài quiz thôi. Các bạn cố gắng ôn cái bài quiz cho nó tốt. Và các bạn có cái bài bảo vệ assignment. Bài bảo vệ thì cũng tương tự như là bài bảo vệ các môn khác. Đúng không ạ? Thầy cô sẽ cho các bạn làm một cái bài tập và các bạn và chấm điểm thì khác một chút, ở đây là sẽ có chấm điểm. Cái này cô sẽ tìm, cô sẽ nói sau với các bạn ha. Rồi, thì đấy là syllabus. Thì sau cái phần syllabus thì các bạn có thể xem các hướng dẫn khác, đó là hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho sinh viên, dành cho giảng viên thì các bạn không cần phải xem nhé. Đó. Thì sau cái phần giới thiệu môn học sẽ là 8 bài học. Các bạn để ý nhé, có 8 cái bài học. Thì trong mỗi bài này thì các bạn sẽ có các cái video hướng dẫn. Nhiệm vụ các bạn là phải coi hết các cái video này. Sau khi các bạn coi hết các video thì có sẽ có cái hướng dẫn để các bạn làm bài lab. Đấy. Và các bạn lưu ý cho cô, ở đây là có cái bài quiz. Các bạn bấm vào cái bài quiz này, chọn bài quiz. Đấy. Thì khi chọn bài quiz, các bạn sẽ làm bài. Thường thường sẽ có 15 câu. Các bạn phải làm đủ được 10 điểm nhé. Nếu không được 10 điểm thì các bạn làm lại. Lưu ý cho cô,
khi các bạn muốn làm lại mà muốn hệ thống ghi nhận lại điểm mới thì các bạn phải ra khỏi cái bài quiz này và bấm lại vào để các bạn làm lại. Còn nếu các bạn ở trong bài quiz đang sửa như vậy mà các bạn nhìn kết quả và làm lại là không có được ha. Thì các bạn check cái các bạn thấy ồ kết quả không có đúng. Vì thế, như thế này, các bạn check mà vào kết quả không có đúng, nó không có đạt được 100%. Ví dụ như thế. Đấy, ví dụ như nó không đạt được 100% thì các bạn làm lại luôn. Thì cái điểm mới không được ghi nhận nhé các bạn. Đấy, các bạn làm lại có đúng thì điểm mới ở đây nó không chịu submit, các bạn phải làm hết nó mới submit nhé. Đấy. Các bạn phải làm hết các cái câu hỏi này thì nó mới submit. Ok. Đấy, cô đánh lung tung để cô check cho các bạn thôi. Đấy, phải làm hết thì nó mới chịu submit nha. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, thì để được submit. Và các bạn thấy là điểm nó chỉ có 2 trên 10 thôi. Vậy là không đạt đúng không ạ? Nhưng mà nếu như không đạt mà các bạn lại để như vậy, các bạn làm lại ha, các bạn làm lại thì sẽ cái điểm này không ghi nhận nhé. Các bạn lưu ý là khi làm lại thì các bạn ra khỏi cái bài quiz này. Đấy, các bạn ra khỏi và các bạn bấm vào bài quiz để làm lại nhé các bạn. Đó, đó là điểm lưu ý nhé. Thì khi đấy nó mới ghi nhận điểm cho các bạn nhé. Đấy, các bạn phải vào cái bài quiz bấm ngược lại các bạn, giờ các bạn làm lại này thì mới được ghi nhận điểm. Đó là lưu ý về bài quiz ha. Đấy. Rồi. Các bạn xem làm hết 8 bài này. Làm theo đúng cái tiến độ trong syllabus cho cô. Các bạn không cần phải đi quá nhanh. Các bạn cứ làm bình tĩnh thôi. Rồi. Còn cái bài lab. Thì bài lab thì làm mỗi cái phần của bài lab chính là giải quyết một phần của assignment. Đấy. Thì trong cái bài lab có hướng dẫn luôn nha các bạn. Thì cái này thì để giảng viên sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Ok. Rồi có một cái final test này nè các bạn. Thì final test này là nó có rất nhiều câu, nó tầm khoảng 60 câu. Để cô coi nó có bao nhiêu câu nè. Đấy, nó có khoảng 60 câu, cô coi nhé. Đấy, có 60 câu. Thì 60 câu này cô khuyên, cái này không bắt buộc phải làm, nhưng cô khuyên các bạn nên làm hết và chụp hình lại các cái câu trắc nghiệm này để các bạn sau này các bạn học lại để trước khi các bạn ôn thi trắc nghiệm nhé. Rồi để đào cái học liệu thì các bạn vào cái phần tài nguyên môn học. Đấy, các bạn đào về. Đây, có tài nguyên môn học ở đây. Đấy, các bạn bấm vào đây để các bạn đào cái tài nguyên môn học về. Ok. Thì tài nguyên môn học khi đào về thì nó sẽ là như thế này. Đây. Đấy, các bạn sẽ có là hướng dẫn lab và assignment. Đấy, hướng dẫn lab. Và có cả assignment. Đây, assignment. Đó, các bạn đào về các bạn xem kỹ cái assignment cho cô. Rồi, ngoài ra có một cái document. Cái này là cái file báo cáo. File này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Đấy, file này cực kỳ quan trọng. Riêng cái file này đã chiếm 50% số điểm các bạn. Ok chưa? Đấy, chỉ có file cái doc này mà chiếm 50% số điểm nhé. Đó. Rồi. Thì ngoài ra thì có một số cái slide online và cái syllabus nha các bạn. Ok, thì bây giờ các bạn coi lại cái hướng dẫn cái assignment trước ha. Đây, các bạn đọc kỹ cái assignment. Trong assignment thì nội dung sẽ là các bạn làm cái bài quản lý thư viện Phương Nam, thư viện sách Phương Nam. Và ở đây có nêu mô tả các chức năng. Thì tất cả những hướng dẫn này trong video có hết nha các bạn. Để làm được bài quiz, để làm được bài lab, bài assignment thì các bạn lưu ý là coi kỹ bài online. Ok chưa? Đấy, coi kỹ bài online cho cô nhé. Đó. Và trong bài online, trong bài assignment này thì có nói đến một cái công cụ đó là Adobe XD. Các bạn có thể nghe rất là lạ. Thì Adobe XD là cái công cụ để các bạn thiết kế giao diện của cái giao diện Android. Đấy, và cái này dùng để thiết kế trước khi các bạn code nhé. Đấy, thì trong cái môn học này là các bạn sẽ vẽ thiết kế giao diện trước khi các bạn code. Nếu bạn nào mà code trước khi vẽ giao diện thì cái điều đó không được chấp nhận nhé các bạn. Đó, thì các bạn lưu ý nè. Thì có thể các bạn dùng Adobe XD hoặc là một công cụ khác, ví dụ như Figma chẳng hạn.
Rồi ngoài ra ở đây là có một cái trang web này để các bạn vẽ cái sơ đồ. Thì ngoài cái Lucy Chat này thì các bạn có cũng thể có một số cái trang khác. Thì tùy theo giáo viên hướng dẫn các bạn dùng cái trang nào. Nếu mà không thì các bạn cứ dùng trang này thôi. Đó. Và trong cái bài assignment này thì các bạn lưu ý nè. Cái quan trọng là các bạn xem cái phần đánh giá. Đấy. Mô tả cái sản phẩm phải nộp thì ok rồi, rõ rồi đúng không? Đấy, tên file phải đặt theo đúng mã, đúng 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 cái quy quy ước nha các bạn. Rồi, thì các bạn cần coi cho cô cái tiêu chí đánh giá. Thì lưu ý nhá, riêng cái tài liệu là chiếm 50%. Đó, riêng cái bảng về assignment thì chiếm 50%. Và nội dung ghi rất rõ ở đây. Đấy, cấu trúc và định dạng của cái file nó chiếm 5 điểm. Nếu mà thang điểm này là thang điểm 50. Đó, chiếm 5 điểm. Đó, khảo sát và phân tích. Cái này là chiếm 20 điểm. Đó, thiết kế chiếm 30, thực hiện chiếm 30. Đấy, kiểm thử, có phần kiểm thử nữa các bạn nhé. Thì cái này chiếm 10 và sản phẩm đóng gói chiếm 5 điểm. Còn cái phần source code, cái phần kiểm tra các bạn nhé, bảo vệ thì cái này cũng chiếm 50 điểm. Đấy, thì cái này là các bạn rất rõ này. Đấy, và giảng viên sẽ cho đề dựa vào cái tiêu chí này để ra đề cho các bạn. À, tất nhiên có thể cho nhẹ lại một chút. Ok không ạ? Đấy, thì đó là cái bài assignment. Đúng không ạ? Vậy thì cách tính điểm của môn học này sẽ như thế nào? Thì như thế nào? Nha các bạn. Đấy, mình sẽ vào cái syllabus ha. Mình sẽ vào lại cái syllabus cho các bạn coi ha. Đây. Thì mình có cách tính điểm như thế nào nè. Thì ở đây thì các bạn thấy là các bạn sẽ có đây các bạn nhìn nhé. Các bạn sẽ có là cái điểm ngoài cái điểm các bạn sẽ có điểm quiz nè là một nè, hai là điểm cuối môn. Thì cuối môn này là gồm điểm trắc nghiệm và điểm assignment. Vậy là các bạn có một cái cuộc thi trắc nghiệm ở đây nhé. Và khi các bạn kết thúc môn thì các bạn sẽ thi trắc nghiệm gồm 60 câu và trong thời lượng là 60 phút. Và bảo vệ assignment thì chiếm 60%. Đó, ngoài ra thì các bạn còn một cái điểm nữa, đó là điểm tích cực. Cái điểm này nó chiếm 10%. Thì điểm này thì bao gồm một 5 điểm. Nửa điểm sẽ là điểm cái gì đấy ạ? Điểm chuyên cần và một nửa điểm nữa là điểm tích cực nhé. Tổng sẽ là một điểm. Và điểm tổng kết thì cộng tất cả điểm này lại thì nó sẽ là 100%. Đấy, về các bạn sẽ thấy là các bạn có 3 con điểm nhé. Một là điểm quiz, hai là điểm bài bảo vệ cuối môn, nó gồm điểm trắc nghiệm và điểm assignment, và cuối cùng là một điểm về chuyên cần ha các bạn. Đấy, chuyên cần và tích cực ha. Đó. Rồi, điều kiện để các bạn pass môn đó là trắc nghiệm phải trên 5 và assignment bảo vệ cuối môn đó các bạn. Đấy, assignment là phải trên 5. Đấy, và để đạt như vậy thì các bạn pass môn. Đấy. Ok. Thì đó là cách các bạn đánh giá. Vậy thì tóm lại cái môn này là môn học online và các bạn sẽ phải tuân thủ cái quy tắc của môn học, đó là các bạn đạt được cái mục tiêu. Đó, đạt được cái mục tiêu môn học các bạn phải nắm vững cái quy trình để các bạn triển khai một cái dự án phần mềm. Rồi, các bạn chỉ gặp giảng viên có 6 buổi thôi. Đó. Quan trọng nhất là bài quiz phải đạt 100%. Bạn nào chưa đạt sẽ phải làm cho đạt và giảng viên sẽ nhắc các bạn cái điểm này. Hai là các bạn cách tính điểm khi các bạn làm bài assignment thì lưu ý là các bạn có hai phần, đó là phần source code và phần document. Document các bạn chiếm tận 50% số điểm. Và cái document là một cái tài liệu cực kỳ quan trọng nhé các bạn. Đây. Và giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn làm document này dựa trên cái mẫu có sẵn. Đó. Và cuối cùng thi thì các bạn có hai lần thi. Một lần thi lý thuyết ở trên EOS. Đó, các bạn làm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Câu thì có 60 câu. Đó, và ghi nhận điểm xong thì thi xong là các bạn ngày hôm sau là các bạn sẽ biết điểm ngay. Và bảo vệ assignment thì cái này có tính điểm ở tại buổi bảo vệ luôn. Và khi các bạn thi xong, giảng viên sẽ công bố điểm cho các bạn luôn. Ok chưa ạ? Và chúc các bạn học tốt môn dự án mẫu. Và xin chào các bạn.